Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là chúng ta đang trên đường chạy đến Hà Tiên. Đây là con đường duy nhất để đến được với Hà Tiên. Theo đánh giá cá nhân của mình thì tuyến đường này là khá là hẹp, chỉ có hai lane thôi và mỗi bên cũng không rộng lắm. Khi một chiếc xe cơ giới chạy qua thì hầu như nó chiếm hết một phần đường còn lại. Không có lane phân cách dành riêng cho xe Honda, nên mỗi lần mà một chiếc xe cơ giới cùng chiều mà chạy lên thì mình phải áp sát vào cái phần đất luôn. Hy vọng là trong tương lai cái tuyến đường này sẽ được cải thiện rộng hơn và thuận tiện hơn. Đây là đền thờ Tổng Trấn Hà Tiên, mặt cũ các bạn. Hiện tại thì chúng ta đang chạy trên cầu Tô Châu. Cây cầu có chiều dài 500m, bắc qua sông Giang Thành. Sông Giang Thành là một cái con sông rộng lớn khá nổi tiếng ở vùng đất này. Dài hơn 20 km, bắt nguồn dòng chảy từ Campuchia. Cái dòng chảy này đổ vào vũng Đông Hồ thuộc Hà Tiên rồi sau đó chảy ra vịnh Thái Lan. Đây là tượng đài Chính Nàng Tiên, được xây dựng và đặt ở đây vào năm 2015. Đã từ lâu thì tượng đài Chính Nàng Tiên này được xem như là một biểu tượng về vẻ đẹp của vùng đất này. Theo tương truyền, vào những đêm trăng rằm, ở vũng Đông Hồ này thường xuyên có những nàng tiên từ trên trời xuống đây để tắm. Chỗ này là đường lên khách sạn pháo đài các bạn. Thì từ ở trên đây chúng ta nhìn xuống ở dưới khu lấn biển rất đẹp. Đây cũng là nơi lý tưởng để ngắm mặt trời lặn các bạn. Ở đây là cầu Tô Châu và bây giờ mình đang đi bộ lên cầu để có thể ngắm được cái chợ đêm Hà Tiên từ trên cao về đêm. Bên đó là quán cà phê pháo đài các bạn.
Hiện tại chúng ta đang ở chợ đêm Hà Tiên, cạnh công viên Đông Hồ. Nơi đây tập trung buôn bán nhiều về vải vóc, quần áo cho đến những đồ trang sức, mỹ phẩm và thủ công mỹ nghệ. Tại đây thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một món nào đó ưng ý để đem về làm quà tặng. Bây giờ bác ngoài đó là 10.000 con không? Để chuỗi trong này là 30, 20, 30. Cái bầu thiện thì ai chưa? Nhà tạo thì nhà tạo là cái tiệm. Các bạn cũng có thể thuê xe lôi đạp để tham quan quanh một vòng Hà Tiên. Hiện tại thì bọn mình đang chờ thức ăn và đây là quang cảnh xung quanh khu ẩm thực. Cũng khuya rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nhé. Bye bye.